Dạ vâng, em chào các bác. Thì hôm nay chính thức em mang tới cho các bác nhà mình có thể gọi là một cực phẩm. Vâng, một cực phẩm của dòng xe Audi A8 các bác nhé. Cực phẩm của dòng xe Audi A8. Vì sao mà em lại gọi nó là cực phẩm? Tại vì chiếc xe này nó nếu mà để nói Audi A8 thì trên thị trường các bác có thể thấy nó cũng có nhiều các bác ạ, cũng có nhiều. Nhưng mà để một chiếc xe mà bản cao cấp nhất, bản đắt nhất, cái bản này lúc mới nhiều người có thể là rất là muốn sở hữu em nó, nhưng mà nó lại đắt hơn rất là nhiều, nên là nhiều khi là cũng là một cái bài toán là phải đắn đo, là phải cân đối các bác ạ. Nhưng mà khi mà những chiếc xe cũ, những chiếc xe lướt rồi thì cái số tiền đó các bác bỏ ra thì nó lại không đáng bao nhiêu các bác nhé. Đó, thì đây các bác này, chiếc xe này của em nó khác biệt hoàn toàn với những chiếc xe khác, Audi A8 khác, là nó ở đây các bác ạ. Vâng, nó có ghế massage này, có bàn làm việc này, và các bác có thể nhìn đây. Những chiếc xe chắc hẳn các bác thấy trên thị trường có thể là có những chiếc xe Audi A8, nhưng mà nó sẽ không có cái hàng ghế, nó không có cái mà hốc ngăn giữa này, đúng không ạ? Đó, thì cái chiếc xe này của em, các bác hình dung là những chiếc xe Mack, Maybach ấy, con này nó tương đương, nó sản xuất ra để cạnh tranh với lại những chiếc xe Mack, S, Maybach các bác ạ. Đấy, Maybach là một chiếc xe mà đắt nhất của Mack, thì chiếc xe Audi A8 này nó cũng vậy các bác ạ, nó cũng vậy. Đây các bác nhìn này. Đấy, nó có một cái ngăn dài này ra. Một cái ngăn dài này ra. Đấy, để tách biệt hai hàng ghế chủ tịch luôn các bác nhá. Đó, đấy là một cái tính năng đấy này các bác này. Đây các bác nhá. Ở đây các bác có thể là có cái sạc đây, các bác này. Có cả sạc đây là có ổ cắm điện luôn nha các bác nhé. Đây là ổ cắm điện luôn này, ở trên xe này các bác này. Đấy, rồi là đây, đương nhiên rồi, nó sẽ có những cái để đồ đây. Đấy, rồi là tất cả các cái tính năng và công năng của nó ở hết trên này, như sấy sưởi ghế này, rồi là các kiểu luôn. Đây các bác nhìn này, sấy sưởi ghế, ngả nghiêng ghế, rồi là massage. Đấy, đây các bác này, đây là cái này là để massage đây các bác này. Đấy, các chế độ đây, các bác điều khiển nó đây các bác nhé. Đấy, một chiếc xe vô cùng là xịn sò. Đấy, một chiếc xe mà đẳng cấp thượng thừa. Đây có tủ lạnh này các bác này. Đấy, đây tủ lạnh các bác ạ. Đấy, tủ lạnh các bác nhé. Đấy, thực ra là đã không chơi thì thôi, chứ còn đã chơi là phải chơi những cái con hàng độc như này các bác ạ. Đây con này của em nó như những chiếc xe mà Mack S, Maybach ấy các bác ạ. Thì con Audi này của em nó cũng là vậy. Nó khi mới ra nó rất là đắt đỏ các bác ạ. Vô cùng là đắt đỏ, chứ không như là những chiếc xe mà thông thường của Audi đâu các bác ạ. Đấy. Con này thì hôm vừa rồi là em cũng mua về, nhưng mà em trải nghiệm, em chưa muốn bán. Đấy, thì cũng nhiều bác là cũng muốn quan tâm, muốn xem chi tiết. Tại vì hôm vừa rồi là khi mà em mới mua về là em cũng chỉ quay sơ sơ thôi, quay lướt qua thôi. Chứ em lại cũng không quay. Đấy. Nhưng mà cũng nhiều bác hỏi nên là thôi, thì hôm nay thì em cũng sẽ quay chi tiết để cho các bác nhà mình ngắm, và cho các bác nhà mình cũng để thấy được một chiếc xe mà bản full nó như thế nào các bác nhé. Con này của em thì động cơ có 3.0 thôi. Đấy, rất là tiết kiệm nhiên liệu các bác nhé. Có 3.0 thôi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Ăn rất là ít luôn các bác ạ. Mẹc ép nhưng mà phân khúc cao cấp nhất, đẳng cấp nhất của sedan, nhưng mà lại ăn xăng lại như là những chiếc xe mà thông thường các bác ạ. Đấy, ăn ít lắm các bác nhé. Đấy, và cái xe nó rất là chất. Đây các bác nhìn này. Đấy, Audi A8 thì các bác xem ở trên những bộ phim nổi tiếng rồi đúng không ạ, toàn những điệp viên 007, rồi là toàn những trong những cái bộ phim nổi tiếng rồi các bác ạ. Nó chạy nó sướng lắm, nó mạnh mẽ, và thực sự là cái form của Audi A8 này nó cũng rất là bền form, nên vì sao là những chiếc xe Audi A8 là luôn luôn là giữ giá và luôn luôn là
rất được nhiều là các bác là săn tìm là vì vậy, tại vì là nó cái form dáng của nó giữ rất là lâu. Các bác có thể nhìn thấy cái form này của em, nó là form của 2011, nhưng mà các bác thấy đến bây giờ 2016 rồi 17 vẫn cái form như này, không cải tiến là mấy, kể cả đến cái form đời mới bây giờ 2019, 20, 21 đó, nó cũng không thay đổi nhiều. Đấy, kể cả từ cái nội thất của nó các bác nhé, kể cả từ nội thất. À, và cái một cái đặc biệt nữa mà em bảo là nó là siêu phẩm là vì các bác ạ, chắc hẳn các bác thấy những chiếc xe mà mẹt, những chiếc xe mà Audi A8 bình thường đúng không ạ, các bác chỉ có cái loa bầu thôi các bác ạ, chỉ có loa bầu thôi, nhưng đây của em nó là loa bang các bác nhé, loa bang đấy, loa bang này đấy, các bác hình dung là những cái chiếc xe mẹt ép Maybach đúng không ạ, nó mới có những cái ốp nhôm như này và có những cái hệ thống loa cao cấp. Đấy, thì cái xe này của em nó cũng là vậy các bác. Đây các bác nhìn này, chắc hẳn là các bác sẽ rất mẹ Audi A8 rất là ít bác mà nhìn thấy cái loa mà nó lồi lên như này đúng không ạ. Đây là một cái loa lồi nha các bác nhé. Đấy, khi mà các bác đề lỗ lên là nó sẽ lồi lên như này, khi mà các bác tắt chìa khóa đi là cái loa này nó sẽ thụt xuống. Đấy, có nghĩa là đây các bác này, nó rất là nhiều loa các bác nhé. Con này các bác nghe, bác nào mà có Audi A8 thì các bác mới so sánh được các bác, tại vì là cái hệ thống âm thanh của nó, của con Audi A8 phiên bản cao cấp nhất này, thì là nó được sử dụng hệ thống loa vòm. Đấy, loa vòm và loa bang. Loa bang là nó là loa cao cấp nhất của Audi rồi các bác ạ. Đấy, thì là giống như chỉ những chiếc xe cao cấp mới được trang bị đấy các bác ạ. Những chiếc xe bản full thì mới được trang bị các bác nhá. Đấy, thì con này của em là nó cũng là vậy các bác ạ. Đấy, con này nó là bản cao cấp nhất rồi. Đấy, bản đắt nhất rồi. Đấy, các bác này. Đấy, hôm vừa rồi thì em đã trải nghiệm rồi. Và khi mà em đi thì là có những cái gì mà cần thiết là em đều là xử lý hết. Như là con này là em cũng vừa thay là bóng hơi này, hai cái quả bóng hơi trước này, tại vì là cái dòng bóng hơi này nó chỉ có thời gian này các bác nhé. Các bác đi thì lâu ngày nó sẽ bị châm kim, thì khi mà các bác để nó, chỉ các bác để qua đêm thôi là nó sẽ bị tụt xuống một chút các bác, nó sẽ bị tụt hơi xuống một chút. Và khi các bác lổ lên thì nó mới bơm lên. Thì là tính em thì em đã đi là cái xe em đi là lúc nào là nó cũng phải đúng như ý của em, nên là cái xe này là em đã thay bóng hơi này, rồi là van chia hơi hết rồi các bác nhé. Đấy, nên là bác nào mà thích là cũng không phải là thay thế những cái đó nữa. Đấy, nó không mất chi phí các bác nhé. Những cái xe của em đi hoặc những cái xe về là có những cái gì cần thiết là em cũng sẽ thay thế. Đấy, và đây thì các bác có thể thấy cái phần đầu của Audi A8 đúng không ạ. Đấy, các bác thấy là nhìn nó rất là ngầu. Đấy, rất là ngầu luôn. Đèn đóm tất cả các cái hệ thống đèn nó đều rất là đẹp các bác ạ. Hệ thống đèn nó cao cấp. Đấy, nhìn cái đèn pha của em nó rất là sáng các bác nhé. Con này nó không, cái đèn pha nó không bị ố các bác ạ. Nó không bị ố, nó không bị đục. Đèn pha rất là sáng theo thời gian luôn. Đấy, bên này cũng thế. Bên này cũng thế. Đó. Con này thì lúc mới là nó đắt hơn cái con bản kia rất là nhiều các bác nhé. Con này là lốp này cũng được mới được thay này các bác này. Lốp mới thay luôn. Đấy, đây các bác nhé. Lốp này là lốp mới thay các bác ạ. Đấy, con này là vành 20 in. Vành 20 in. Đây lốp 2023 nhé các bác nhé. Lốp 2023. Lốp mới thay luôn. Đấy. Nên là các bác chơi về là cũng sẽ rất là yên tâm ở cái đó. Đấy. Còn con này thì em đã chạy và em đã trải nghiệm rồi, chạy rất là ok luôn. Hôm vừa rồi em đi Hà Nội cả một ngày, máy cứ lổ xả xã gần như là từ sáng đến tận chiều tối vẫn không xi nhê gì. Lắm chiếc xe Đức là lổ lâu như thế, cả ngày mà lổ như thế thì nó cũng, nếu mà chiếc xe nào kém thì là sẽ biết ngay. Đấy, nhưng mà con này là em đã trải nghiệm rồi, rất là ok các bác nhá, rất là ok. Cái dòng Audi A8 này thì nhìn nó rất là đẹp các bác ạ, nhìn nó đẹp. Và cái quan trọng là kiểu dáng, form dáng nó
không bị thay đổi các bác ạ, không bị thay đổi gì, không bị thay đổi theo thời gian. Thiết kế nó rất là hoàn hảo, đẹp. Đèn đóm tất cả mọi cái này, các bác nhìn này. Đèn đóm tất cả mọi cái. Thiết kế này không phải nghĩ gì luôn, rất là đẹp. Đây, các bác này. Đấy, thực sự là như em bán xe là em biết lắm bác là bác ấy có sở thích ấy. Như ngày xưa những chiếc xe như này, những cái năm tháng đó 2010 rồi 2011 12, những chiếc xe này động vào nó cả chục tỷ bạc chứ không ít tí nào, thậm chí còn hơn, nếu một cái bản cả đắt nhất này thậm chí còn hơn. Đấy, lắm bác là bây giờ là tìm mua những chiếc xe mà đời đó, ví dụ như Mercedes này hay là Audi. Đấy, các bác mua những chiếc xe đời đó các bác chơi, các bác dựng ở nhà. Đấy, để các bác yêu thích xe nên là dựng ở nhà để các bác sưu tầm. Đấy, cũng có rất là nhiều bác có những cái sở thích đó. Tại vì bây giờ là khấu hao nó cũng rất là nhiều rồi. Đấy, các bác mua, các bác đi là nó đúng với lại những cái năm tháng đó của các bác ấy. Còn thật sự là cái dòng Audi A8 này em thấy nó có những cái chất rất là riêng. Đấy. Như con này thì là nội thất nó cũng rất là đẹp các bác nhé. Nội thất từ những cái sàn của nó các bác, sàn nó rất là đẹp luôn. Từ những cái phần da của nó, đây là những cái da mà được may bằng tay. Đấy, được khâu. Đấy, rất là tỉ mỉ. Ở trên táp ly là cũng đều là da hết các bác nhé, da hết. Loa con này thì nó rất là nhiều loa rồi, tại vì là con này đã là hộp số 8 cấp rồi các bác nhé. Loa âm thanh của nó thì quá đỉnh luôn rồi. Đấy. Âm thanh con này thì không còn gì để đỉnh hơn nữa rồi, tại vì nó là một cái hãng rất là cao cấp đấy các bác này. Bên ngoài là nó bọc bằng cái phần mà chi tiết bên ngoài của nó là đều là bằng như kiểu là nhôm đấy các bác ấy, bằng nhôm ấy. Đây các bác này, đây cũng thế này. Đấy, tất cả các chi tiết của nó làm rất là xịn sò. Rất là xịn sò. Nhìn nó sang các bác ạ. Nhìn nó sang, nó không bị quê. Đó. Sơn xiết bên trong, nói chung là một chiếc xe nó rất là tươi. Rất là tươi. Hệ thống Quattro dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Như con này về là em cũng sơn nhất, là em còn chưa làm gì cơ. Đấy, em chưa làm gì những cái phần sơn nhất cả. Đấy, là em chỉ em đi cho nên là em cũng chỉ làm những cái chi tiết mà của xe để em đi cho nó hoàn hảo thôi. Đấy. Cái ghế dòng này các bác ngồi nó êm lắm, ghế dòng này ngồi rất là êm luôn, sướng, ngồi êm sướng thoải mái. Đấy. Các chi tiết con này thì để lộ start top này, rồi là nói chung phanh tay nó rất là cao cấp rồi. Đây là những cái phím bấm cảm ứng nhất ở trên này. Đấy, đây các bác này, em ấn ở đây này, nó hiện lên đây luôn cảm ứng này. Đó, cảm ứng. Âm thanh con này nghe nó đẳng cấp lắm, nó cực phê luôn, chứ nó không như mấy cái loa bâu của cái nó không như cái loa bâu của cái dòng Audi A8 này, cái mà bản rẻ tiền là nó chỉ có loa bâu thôi các bác ạ. Đấy, còn cái con này, đấy, nó là bản cao cấp nhất rồi, nên là nó được sử dụng loa bang. Đấy, loa bang các bác nhá. Đó. Xịn từ những cái chi tiết này các bác ạ, trông nó sang. Đấy, trông cái xe của loa chất các bác. Sấy ghế, sưởi ghế, làm mát nhất, nói chung là không thiếu một cái gì. Đây, các bác nhìn này. Nhìn nó cao cấp như thế này cơ mà bác, vô cùng là cao cấp luôn. Đấy, đây là toàn những cái nhôm xước thôi các bác, những cái nhôm xước. Các chi tiết à, các bác nhìn nó nhiều loa như thế này cơ mà các bác, một loa, hai loa, bên trên đã là 4 loa này, hai cánh cửa nữa là 8 rồi. Đấy, 8 ở đây cũng có loa này các bác này. Đấy, các bác thấy chưa, 9, 10 này. Đó, con này nó phải là 20 loa mất các bác, 20 loa khi còn hơn nữa, rất là nhiều loa. Bảo sao mà các bác lên con xe này nghe nó âm thanh nó rất là hay, nó vòm, nó chạy xung quanh các bác luôn.
chạy xung quanh luôn. Đây, các bác nhìn này, các chi tiết, các nút biếc này, nó đẹp, nó rất là đẹp luôn. Từ cái sàn này các bác, xe đẹp, nó đẹp từ những cái chi tiết sàn, sàn nỉ, sàn niếc đây, các bác nhìn này, nét căng luôn. Các chi tiết này, màn hình, màn niếc là các bác này, điều khiển hết đây này. Từ những cái phần chân ghế, chân niếc này, các bác này, lưng hạ này, các kiểu đây. Đó. Tủ lạnh, tủ niếc này, các bác này, đằng sau này cũng có rất nhiều loa này các bác này, một loa, hai loa, ba loa này. Đấy. Rất là nhiều loa luôn. Đấy. Thực ra đã chơi cái đời như thế này, đã chơi những cái đời cũ. Đấy. Nếu mà trừ trường hợp là không kiếm được thì phải chịu thôi các bác ạ, chứ còn nếu mà kiếm được những chiếc xe mà bản full như thế này thì các bác trải nghiệm rất là ok các bác ạ. Bác trải nghiệm rất là ok luôn. Như con này em nói thật các bác mà chạy cẩn thận mà giữ gìn mà đi ít thì bao giờ nó mới hỏng được, còn lâu nó mới hỏng được các bác ạ. Của bền tại người các bác ạ. Cái xe nó cũng rất là bền, nó không dễ hỏng đâu ạ. Nhìn nó sướng các bác, chất lừ luôn. Đây, các bác này. Đỉnh cái nước đây, các bác này. Mướt mượt mượt luôn các bác, nhìn nó sang các bác. Mạ chrome, nhôm xước, nhìn nó sang, nó đẳng cấp. Đẳng cấp xịn sò. Lễ ước các bác. Thật ra là con này thì em cũng trải nghiệm, em rất hay đi con này. Em hay đi con này. Đấy, thì là em cứ lên sóng thôi. Em bác nào mà thích thì em lại chia sẻ cho các bác. Đây các bác nhìn này. Các cái chi tiết mạ chrome của nó chạy dài ra tận cái đằng sau này. Chạy dài ra luôn. Dã man luôn. Đẹp các bác ạ, nói chung Audi A8 quá đẹp luôn. Đó, vâng. Thì vừa rồi em Khương cũng đã lên sóng giới thiệu cho các bác nhà mình rất là chi tiết một cái mẫu xe mà Audi A8. Đó, Audi A8. Con này của em thì bác nào mà yêu thích thì các bác có thể liên hệ với em qua số hotline 0833 1199 các bác nhé. Bác nào mà yêu thích thì alo cho em. Tất cả đều là cửa hít hết rồi các bác nhé. Đều là cửa hít hết. Xe quá chất luôn. Form dáng rất đẹp đúng không ạ? Nói chung form dáng của Audi A8 thì không chê được các bác, không chê được. Quan trọng là form nó rất là bền, form. Và thì cả